Múc banh một mình cả nhà. Thì hai con gà đen, nước luộc gà, nước hấp gà nè, mình sẽ cho vô. Cả nhà thấy không? Cái con gà hờ mâm này mình xé rất là nhẹ nhàng. Trời ơi. Nè, cả nhà thấy gà không? Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Mập Food nha. Thì hôm nay Mập sẽ trở lại múc banh một mình cả nhà. Thì hôm nay Mập có mua hai con gà đen, hai con gà hờ mâm nha cả nhà. Gà đen này thì Mập mua với giá là 350.000 một ký. Con này là tầm một ký mấy thôi cả nhà, hai con này là hơn 3 ký. Đó, cái này là có đầu luôn nghe, có chân, có mề, có gan và đầy đủ hết á, nói chung là đầy đủ hết á. Nhưng mà tại do chính sách YouTube nên mà không để cái đầu được. Đó, thì hôm nay Mập sẽ ăn, Mập sẽ chấm với chẩm chéo. Nhà bán luôn nghe ở nhà, chẩm chéo thương hiệu của anh Hải Spa TV. Đây, đó, 100.000 một lọ giống vậy nghe cả nhà. Đó, ai nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Đây, thì thay vì Mập sẽ pha với ốc heo, nhưng mà hôm nay thì không có ốc heo thì mình pha với lại cái gan gà này. Bây giờ thì Mập sẽ tán cái gan gà với lại cái chẩm chéo ra luôn nha cả nhà. Rồi ở đây thì Mập có cái nước mà nãy Mập hấp gà nè, đó thì mình sẽ chế vô để cho nó ấy cái chẩm chéo luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ khui chẩm chéo ra. 100.000 một hũ nha cả nhà. Ai mua liên hệ cái Zalo của Mập là 0879299932. Ở cả nhà cứ nhắn tin trực tiếp vô đó, không cần kết bạn nha, tại vì Zalo Mập đầy bạn rồi. Đó, có siêu rồi đầy đủ luôn. Không, cả nhà mua của Mập là không sợ bị hàng giả, hàng nhái đâu nha. Đây, cả nhà thấy không? Kiểu như là anh Hải sản xuất, anh đóng chặt lắm cả nhà. Đó, cái chẩm chéo này là đúng là của anh Hải Soa TV luôn. Cái hộp không thể nào mà làm nhái được luôn. Đây cả nhà. Đó, hộp anh dập luôn cái thương hiệu của anh vô đây luôn mà sao làm nhái được. Đó, thì cái chẩm chéo của anh sẽ là cái chẩm chéo mà gọi là chẩm chéo sẽ sền sệt, kiểu như là nó ướt ướt ẩm ẩm, chứ nó không phải là giống như cái những cái muối khô mà cả nhà mua mà bị trúng hàng giả đâu. Những cái muối khô đó thì chỉ là muối chẩm chéo thôi, nó tầm 20.000 một hũ thôi cả nhà. Còn cái này là cái giống như là cái sa tế gì đó, cái nguyên liệu đó để mình pha vô cái nước mắm hoặc là cái nước giống như Mập đang chuẩn bị làm đây nè. Đó, thì giờ Mập sẽ làm cho cả nhà coi nha. Rồi bây giờ mình Mập sẽ cho chẩm chéo đi cả nhà. Mập là một người ăn cay được nên Mập sẽ cho chấm chéo nhiều nhiều một xíu. Đó. Trời ơi, một hũ này thì có thể ăn luôn một bữa tiệc luôn. Bữa tiệc tầm 10 mâm luôn đó nha. Đó. Thôi, nhiêu đây thôi. Đó, rồi mình sẽ giã nó ra. Rồi mình giả nhuyễn vậy thì bảo đảm sẽ béo lắm rồi cả nhà. Đó, mình sẽ trộn chấm chéo vô. Rồi bây giờ mình cái công đoạn này quan trọng nè, mình sẽ cho nước cả nhà nếu mà không có nước luộc gà thì mình có thể cho nước nước lọc vô. Con này là Mập có nước luộc gà, nước hấp gà nè, mình sẽ cho vô. Đó, rồi vừa vừa thôi, thì một xíu được cái chẩm chéo nó sẽ nở ra nữa cả nhà. Đó, bây giờ thì nó lỏng chứ hồi cả nhà thấy là nó sệt lại liền luôn á. Rồi cả nhà thấy
thấy hấp dẫn không? Cái này thì bao cay luôn nha. Làm mà nó thơm, nó sọc lên, nó thơm mà muốn chảy nước miếng luôn đó nha. Cái này thì ở trong đây là thành phần của nó là thảo quả nè, quế, mắc khén nè, hoa hồi nè, ớt trung đòn nè cả nhà. Và cái để coi ở đây thành phần ở đây là nè chanh nè, quá ổ thành phần muối, ớt trung đòn nè, mắc khén, hạt dổi nè, tỏi, lá chanh. Đó, tỏi thì anh Hải ảnh đã có một cái chuyến đi gọi là đi Lý Sơn á, để anh mua tỏi về để anh giả vô cái chẩm chéo này, thì cái đợt này là mập nhập là bao ngon rồi đó. Rồi, cả nhà ơi, đây là thành phẩm của cái hũ ở cái tô chẩm chéo mà mập phai gì dưới gan gà này cả nhà. Đó, thì 100 ngàn một hũ. Thì cái nhà mua thì cứ liên hệ là 0879 299932, Zalo nha cả nhà. Mọi người cả nhà cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo đó của mập, không cần kết bạn nha. Đó, thì cái này mập không có chương trình mà mua 3 tặng 1 giống như anh Hải nha cả nhà. Tại vì mập nhập lại của anh Hải thì mập không có thể nào mà mập tặng mua 3 tặng 1 được. Nếu vậy thì mập không có lời. Đó, ngoài ra thì ở bên mập nó có một cái chương trình gọi là mua 3 con gà ủ muối được, cũng sẽ được tặng một hũ chấm chéo giống như thế này. 3 con gà là với 290 một con, 3 con là 870, cái nhà sẽ được tặng một lò chấm chéo giống như thế này là 100 ngàn. Rồi thì bây giờ mập sẽ ăn gà nha. Thì nói về con gà đen của Tây Bắc thì nó cũng sẽ có một cái gọi là giải thích nữa. Thì con gà đen mà ở nhà hàng của anh Hải Sao TV á thì cũng là con gà đen, nhưng mà con gà đen đó thì con gà đen bản thì nó sẽ tầm trên dưới 1 ký một con thôi, và cái thịt nó sẽ dai và nó chỉ tầm trên dưới một ký một con thôi cả nhà. Và mà thấy là cái giá của nó là nó sẽ mắc hơn, và cái kiểu như là cái thịt của nó thì mập cũng không có thích lắm, là nó do nó dai cả nhà. Còn ai thích ăn gà dai thì con gà đó thì quá lý tưởng. Còn mập thì cá nhân của mập thì mập thích ăn con gà đen, mà con gà đen giống vậy là con gà hờ mông, nó cũng là con gà đen nữa. Thì giống như rồi lúc trước thì mập có lên Hà Giang thì mập có làm một cái clip ăn gà đen giống vậy nè cả nhà. Thì cái con gà này thịt nó sẽ mềm hơn, và cái trọng lượng của nó thì nó tầm khoảng giống như con này á trở lên luôn cả nhà, là tầm 1 ký mấy tới 2 ký mấy luôn đó. Nó dễ ăn hơn là nó do nó mềm. Còn cái nhà lên trên nhà hàng của anh Hải Sapa TV thì chỉ có con gà đen ở bản thôi, chứ mà không thấy con gà hờ mông đó. Thì nói chung là con gà kia thì lâu lâu đổi khẩu vị ăn dai 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 cũng thích. Đây, thì bây giờ mập sẽ mời cả nhà ăn gà đen chung với mập nha. Trước hết thì ở đây có 2 cái mề rồi, mập sẽ ăn một cái mề trước đi. Đây, cái trái tim mình dầm nó không ra được, hút luôn trái tim luôn. Đây, xuất phát. Rồi, đây hết nha. Cái nhà thấy không? Cái con gà hờ mâm này mình xé rất là nhẹ nhàng. Đó, mà thích cái thịt nó là nó kiểu như nó mọng nước, nó mềm, nó không có dai giống như gà bản. Còn lên khói nữa nha. Rồi, mình sẽ chấm như là chấm chéo nha. Còn ai muốn chấm gì thì chấm. Đó, ăn cho nó đúng phong cách của Tây Bắc, rồi mình sẽ ăn chấm chéo. Thấy không? Nó cay á, mình ăn mình hút cái là nó sặc ngay à. Còn mấy bé lông này nữa. Rồi cả nhà thấy cái tôm chém không ta? Ừ.
Đây nha. Thịt nó mềm nhưng mà nó cũng vẫn còn cái độ dai dai chứ không hề bị bở nha. Ngon. Thấy giờ thấy không? Mềm. Xuất sắc. Rồi, chấm chéo. Có cái gan gà vô nó béo thiệt cả nhà. Phê nha. Mà nhiều khi á, cả nhà mua chấm chéo về á, cả nhà cũng đừng có đặt nặng cái vấn đề mà có trời, có gì ốc heo với lại gan gà đồ quá. Cả nhà về cái nhà pha với nước lọc ăn cũng ngon cả nhà. Tại vì cái này chỉ là một cái gọi là cái hình thức thôi, cái phong cách ăn thôi, để cho mình ăn nó kiểu như nó màu mè hơn thôi cả nhà, nó béo hơn thôi chứ không có cũng chả sao nữa. Rồi đây mời cả nhà nha. Có nhiều anh chị cô chú á mua hỏi là ôi bây giờ không có ốc heo rồi sao bây giờ, thì mà cũng vẫn tư vấn là cứ bình thường. Đây cái nhà cầm lên như cái nhà thấy đồ sống sánh cho nó nào đó. Rồi còn mình thấy á là có nhiều người á, người ta nói là khi người ta trải nghiệm cái chấm chéo thì người ta nói là không ngon, nhưng mà mình nghĩ là cũng có nhiều người khen rất là ngon đó nha. Nhưng mà mình nghĩ là cái này là một cái gọi là đặc sản vùng miền, một cái gia vị vùng miền thì nó sẽ không hợp với mình chứ không phải là không ngon. Nếu mà không ngon thì nó không có phổ biến vậy đâu cả nhà.
ở ngoài kia là ở ngoài Bắc là đi đâu là cũng chậm chéo cái kiểu không, tại vì khi nó không hợp với mình, cũng giống như là cái sa tế ở miền Nam mình nhiều khi nó cũng không có hợp với lại những cái vùng miền khác. Đây. Ngọt, ngọt thịt lắm cả nhà. Đúng là mập chỉ hấp cạch thủy không á. Một ăn sẽ ăn hai cái cánh với hai cái đùi trước. Cái xương nó cũng đen, cái mề nó cũng đen luôn cả nhà. Dạ nó khác con gà ác của miền Nam mình nha. Có như miền Bắc không có gà ác luôn không ta? Đây gà vừa gà đó. Mập ăn mì gà tầng á, cũng là con gà ác. Tự nhiên nói như giống như miền Nam mới có gà ác kìa. Này, uống miếng nước, ly nước huyền thoại nha. À, cuộc đời nó sướng ở chỗ đó đó. Bây giờ chắc xử qua con gà này quá. Để coi đây coi. Sẽ lột lột quá. Hả? Cái thịt này á thì mình chấm muối ăn. Ủa chấm chéo ăn nó ngon. Nhưng mà kiểu như là có hai con rồi, mình sợ nó no á, nên mình sẽ ăn đùi với cánh trước. Còn ví dụ thịt này lại thì mình ăn sau cho nó trọn vẹn. Quá là phê. Ôi rồi nè. Cái hình nó thế nào không? Nó mềm. Mở qua một bên đi. Hấp dẫn không cả nhà.
không như suất ăn có mập tốt hơn. Cái đồ này như cái đồ nữa là bế xế. Bây giờ ăn ít mới nhỉ. Ngọt thịt lắm. Ngon thật sự. Ăn này thật sự mà không dám lấy con giấy ướt một rau chùa miệng. Nó len ra nó cay lắm đó nhỉ. Bây giờ mới thấy là nãy mấy đứa em của mình thì sao và nước rồi mất trước rồi, mất trước mấy anh chị hấp rồi cũng vậy, nó cũng hơi ngọt ngọt chứ có gì đâu mà làm quá lên. Trời ơi no đó. Rồi cái đùi cuối cùng như thế nhà. Đó, cái nhà thấy sắc không? À, chứ nào gặp xưa mập ăn là... Ủa đó ăn con cũng con chứ mấy. Con này nó tới 1,7 hay gì nữa. Đây. Mở quá nè, cả nhà thấy gan gà không? Đó. Kiểu như no không no mà ngán không, kiểu như là không bác no không no mà nó ngán, cái là nó ngán không ngán, hay là tại mình ấy cái gan gà vô đây nó béo quá ta.
cay quá. Cảnh báo nhà luôn nha, ai mà ăn cay không được đừng mua chấm chéo. Thiệt luôn á, bán chấm chéo mà nói thẳng luôn á. Xương nó là đen xì lì luôn. Ôi cả nhà ơi, con này con cái hay con đực? Ủa con cái hay con chấm mà nó mở ghê luôn cả nhà nè. Cái này mà ai mà mê mở gà thôi, gặp cái này là lết lết luôn á. Còn mập thì mập không mê đâu, mập mở mập không có đạo lắm. Đó, thêm một cái cánh nữa. À, cả nhà thấy không, kiểu như nó vừa no mà vừa ngán mà nó không cưỡng lại được, phải ăn thêm một cái cánh nữa cả nhà. Mà trước khi ăn cái cánh mình phải uống một miếng nước hả. Ai nói mập ngon mập chịu ha, nhưng mà cái mà mập ưng bụng nhất từ nhỏ tới lớn là cái trà đá, mà mỗi khi mập khác mập dễ khác bằng nó. Ai nói mập sao có nước ngọt hơn bao nhiêu thứ gọi là gì ấy trên cuộc đời này, giống như cà phê rồi này kia mà mập uống cà phê cũng được đó, rồi nước ngọt rồi này kia bao mỹ thứ mỹ vị nhân gian mà sao mẹ muốn mày uống trà đá vậy. Nhưng mà cả nhà thấy không, trà đá là gọi là sao đó, nó giải khát đã lắm cả nhà ơi. Nó là một cái gì đó là cả nhà mà đen đi nắng một cái đi, uống một miếng trà đá vô thì nó thôi giống như là lên thiên đèn, lên thiên đèn vậy đó. Còn bây giờ no rồi phải tặng bonus thêm một cái cánh nữa nè, quỷ Omega nó kêu ăn rồi cả nhà. Rồi được chưa, ok. Trái tim nữa nè, đó, tặng cái nhà một trái tim gà. Cái con này không nặng, mở nó nhiều được, mở nó có trong số thịt luôn cả nhà. Gà này bị bếp phì. Ôi trời ơi, rồi ông nội ngoại sống dậy kêu ăn nữa không ăn nổi nữa cả nhà, rồi quá mãn nguyện rồi. Cũng rất là lâu rồi mà mang lại gà đen cả nhà. Thì cuối clip cả nhà cho phép mập là giới thiệu lại cái chấm chéo. Đây chấm chéo pha ra đây cả nhà, nãy giờ mập xoằn xoằn với nó đây, là cái này pha ra. Nếu mà cả nhà muốn mua thì cả nhà liên hệ cái Zalo của mập đó là 0879 299932 để cả nhà sở hữu một loại chấm chéo như thế này. Nếu mà cả nhà kiểu như là mình mỗi lần mua mỗi lần cho đáng á,
thì cả nhà mua vài hũ đi. Cái này á, nếu mà cả nhà để trong ngăn mát á, là hạn sử dụng nó tới 3 tháng nữa cả nhà đó. Nhưng mà mình mua về mà Mập nghĩ là không tới 3 tháng đâu là cả nhà sẽ ăn hết rồi đó. Thì mình về mình có thể pha, mình chấm thịt luộc nè, mình chấm gà nè, mà nhất là gà nha, nhất là gà là nhất nách, heo quay rồi các kiểu. Rồi giống như là cả nhà muốn chấm những món gì cả nhà cứ cập nhật ở trên video của anh Hải Sapa TV là mọi thứ anh đều chấm chấm chéo đó. Rồi ở bên Mập á, thì ngoài ra bán chấm chéo này, hồi xưa Mập nhập á, là Mập không tính bán đâu, nhưng mà Mập kiểu như là hồi lúc trước á, là Mập bán gà xong cái gặp anh Hải xong cái ảnh kêu thôi mày nhập chấm chéo anh đi rồi mày làm quà tặng. Thì Mập mới có chương trình là mua 3 con gà ủ muối và Mập tặng một hũ chấm chéo khi mà cả nhà mua 3 con gà ủ muối bên Mập. Là từ đó là Mập mới có cái sản phẩm chấm chéo này. Rồi sau Mập thấy là thôi nhập là phải nhập nhiều. Thì Mập mới bán cái kèm theo luôn là 100.000 một hũ. Nên Mập không có chương trình mà mua 3 hũ tặng một hũ với cả nhà. Mập xin nhắc lại là Mập không có chương trình áp dụng mua 3 hũ tặng một hũ. Chỉ tính là 100.000 một hũ tính tới luôn. Đó, thì cả nhà thương Mập thì cả nhà ủng hộ Mập bằng cách là nhắn tin qua số điện thoại, nhắn tin qua số Zalo của Mập là 0879299932. Đó, cứ nhắn tin trực tiếp qua đó, tại vì Zalo Mập Zalo mở, Mập không có để cho cả nhà chặn tin nhắn người lạ hay gì hết. Cả nhà cứ nhắn tin trực tiếp vô đó. Tại vì Zalo của Mập nó cũng đầy bạn rồi nên cả nhà kết bạn đợi cũng không có ép được cả nhà. Rồi, thì quay lại với món hôm nay thì hôm nay đúng thật sự luôn là hai con gà đen là nhất cái nách nha cả nhà. Nhưng mà thấy cảm quen mà thấy là như là con gà này rồi có một con trống một con mái đó. Tại vì khi mà Mập mua là có chị đó, chị cũng tư vấn là chị sẽ đưa Mập một con trống một con mái mà không biết con nào trống nào mái, mà sao con mở con không mở nè. Cái nhà bình luận cho Mập biết cái con mở là con trống hay con mái cả nhà, còn con không mở là nó làm sao nha. Đó, rồi thì Mập thấy là xuất sắc ngày hôm nay. Thì mong là cả nhà cũng sẽ ủng hộ cái món gà đen chấm chấm chéo ngày hôm nay cả nhà. Và đừng quên ủng hộ chấm chéo của anh Hải Soi TV cũng như là Mập đó. Giống như là hai là một luôn cả nhà. Muốn mua có ai cũng được. Rồi thì bây giờ Mập ăn xong rồi thì Mập kết thúc clip ở đây thôi. Thì Mập rất là cảm ơn cái nhà nãy giờ đã xem, dành thời gian quý báu xem hết clip của Mập Food. Thì hẹn gặp cái nhà vào clip sau nha cái nhà. Bye bye cái nhà nha. Bye bye.